Vương gia, là ta. Mộ Chức Hoa, sao cái gáy này trông quen thế nhỉ? Chấp mặt, khoác áo choàng cho ta. Chấp mặt, người này là Định Vương Điện Hạ. Chấp mặt, lấy áo choàng đến đây. Chạy thôi. Không được, không được. Nếu ngài ấy quay đầu lại nhìn làm thế nào? Cược một phen. Vương gia, là ta. Mộ Chức Hoa, sao lại là cô? Vương gia, Vương gia, hạ quan chỉ tò mò, thấy sát vách không có ai, định qua xem thử. Không ngờ lại là nhà của Vương gia. Vương gia, áo choàng của ngài rơi rồi, hạ quan nhặt lên cho ngài. Lại trùng hợp vậy sao? Đây có lẽ là duyên phận. Mộ Chức Hoa, bước chân của cô đã bán đứng cô rồi. Vương gia, hạ quan không cố ý giấu giếm. Vương gia, ngài nhân từ, lương thiện, tha cho hạ quan đi. Hạ quan không dám nữa đâu, không dám nữa đâu. Làm sao đây, Vương gia định làm gì thế? Ta đâu biết kiền ấy lại trùng hợp ở đây chứ. Ta còn chưa nghĩ kỹ phải lại chọn chui đầu vào lưới thế này. Đi theo bổn vương. Dạ. Cây hạnh, ao, nhà của ngoại tổ phụ chính là đây. Theo ý cô thì cô sống ở sát vách. Hạ quan cũng thấy chuyện này rất trùng hợp. Đúng là rất trùng hợp. Cô là một biên tu ở Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện đường Chu Tước còn rất xa. Vì sao cô lại chọn ở đây thế? Vương gia, đó là vì giá thuê nhã đường Chu Tước rẻ. Vương gia, người tôn quý như ngài thì sao mà biết được khó khăn của những người phiêu bạc chúng ta chứ? Không ở chùa Phù Vân, bổn vương vừa cho cô 500 lượng, mới đó đã dùng hết rồi à. Tiêu rồi. Xem ra không giả đành nghèo phải nghĩ cách khác thôi. Vương gia, hạ quan là vì hạ quan mến mộ vương gia, nhưng vương gia lại không để ý tới hạ quan, nên ta mới lén lút đi theo để giải tỏa mối tương tư. Ta ở bên cạnh cũng là vì muốn tiếp xúc gần gũi, nghĩ bụng có thể thường xuyên gặp được vương gia. Cô đang nói linh tinh gì vậy? Vương gia, trên đường về thành hôm đó, chẳng phải hạ quan đột nhiên nhiễm phong hàn sao? Suốt cả quãng đường, vương gia đều đích thân săn sóc hết lòng. Chưa từng có ai tốt với hạ quan như vậy. Thế nên hạ quan đã rung động với ngài. Nhưng mà hạ quan tự biết thân phận thấp hèn, không dám với cao. Thế nên ta mới nghĩ, chỉ cần có thể lặng lẽ ở bên cạnh vương gia là tốt rồi. Bây giờ hạ quan chỉ cần nhìn sau gáy,
đã có thể nhận ra ngài rồi. Thế mới thấy ta một lòng chung tình với vương gia thế nào. Ta không nhìn ra, cô lại là người đa tình thế đấy. Vương gia, vì ngài, ta làm gì cũng xứng đáng. Hơn nữa sở dĩ hạ quan to gan như vậy cũng là vì vương gia đã quyến rũ hạ quan trước. Bổn vương quyến rũ cô lúc nào hả? Vương gia, nếu ngài không thích hạ quan thì tại sao trên đường lại đích thân chăm sóc hạ quan? Thân phận ngài tôn quý như thế, tại sao không sai kẻ khác chăm sóc ta? Một nam tử quan tâm chu đáo, một nữ tử như vậy thì ắt phải là cảm mến trong lòng. Còn nữa, hoa mẫu đơn hạ quan thắng được. Vương gia, ngài muốn hoa quý gì mà chẳng có, là vì hoa tặng người có tình. Nếu trong lòng vương gia không thích hạ quan thì tại sao lại lấy mất hoa của hạ quan chứ? Vậy tại sao cô không nói ngọc bội bổn vương tặng cô là tín vật đính ước luôn đi? Vương gia, vậy là ngài thừa nhận ngài thích hạ quan rồi sao? Nếu cô đã nói mình chung tình với ta thì trước kia cô không biết nên chọn con đường nào, chắc bây giờ có đáp án rồi chứ? Vương gia, đây là hai chuyện khác nhau. Hai chuyện khác nhau mà. Vương gia nhìn ta chằm chằm thế này, không phải là nhìn ra ta đang nói dối đấy chứ? Đừng động tay mà, ta thật sự chưa suy nghĩ kỹ. Đây là gì? Vương gia, một cô nương ra ngoài quàng chẳng dễ dàng gì, muốn che giấu một chút. Cái này gọi là nốt ruồi khắc phu. Vương gia, bây giờ ngài hết giận rồi chứ? Nếu bổn vương tức giận thì cô làm thế nào? Nếu vẫn còn giận thì hạ quan lại nghĩ cách dỗ dành ngài. Được rồi, bổn vương không trách tội cô nữa. Đa tạ vương gia ân điển. Dưới đất lạnh, mau đứng lên đi. Vâng. Vậy không quấy rèn da nghỉ ngơi nữa, hạ quan đi trước ạ. 先走了